Tuổi 20 sẽ khiến chúng ta lầm tưởng về chuyện trưởng thành. Khi ấy ta nghĩ rằng ta đủ lớn để tự mình quyết định, đủ lớn để tự mình chịu trách nhiệm, đủ chín chắn để phán quyết và tìm ngã rẽ cho chính cuộc đời của chính mình. Những cuốn sách nói về tấm gương tuổi trẻ sôi sục, những chuyến đi mạo hiểm, những vùng đất mới cuốn hút ta, khiến ta nghĩ rằng mình phải sống như thế, phải điên rồ và phải nổi loạn cho xứng đáng với cái tuổi trẻ chỉ một lần như thế. Nhưng không ai nói với ta rằng mỗi sự lựa chọn đều có một cái giá phải trả. $2 cho một giấc mơ. Không. Đó chỉ là cách để chúng ta san sẻ với nhau những điều tốt đẹp. $100 để trả cho một quyết định sai lầm. Không. Nó quá dễ dàng rồi. Có những điều mãi mãi không thể nào quay trở lại được nữa. Như Jim chẳng hạn. Thậm chí tôi còn chưa kịp gặp lại cậu ấy. Chuyến đi của cậu đã dừng lại ở ven biển Thái Bình Dương rồi. Cây bút trên tay tôi đã ngừng lại. Lẽ ra tôi cần phải viết thêm rằng tôi nhớ Jim đến nghẹt thở. Nhưng nhận ra nỗi nhớ mênh mông đến mức chẳng thể diễn tả qua từng câu chữ đơn điệu. Cồn cào ư, xa xiết ư, hoàn toàn không giống như vậy. Chỉ là tôi nghĩ đến Jim mỗi ngày, nghĩ đến một vài mẩu chuyện Jim từng kể về bác hàng xóm thường gây ồn ào vào buổi sáng bằng âm thanh lì rì của chiếc máy cắt cỏ, về con mèo Shia có cái chân bên phải đi tập tễnh sau trận đấu quyết liệt với chú chó Pun, về món mứt cà chua bi dẻo dẻo ngọt lịm tan chảy ngay trong miệng. Những chuyển động dù là cực nhỏ diễn ra xung quanh cuộc sống thường nhật dưới đôi mắt trong veo của Jim. Đều trở thành câu chuyện ly kỳ hấp dẫn. Cô bạn nhỏ quan sát tỉ mỉ, ghi chép lại mọi điều vào sổ tay thật đáng yêu. Nếu như Jim không gặp Henry, nếu như Henry không nói gì với Jim về những chuyến đi mạo hiểm, không kể với Jim về cái thế giới ồn ào ngoài kia, có lẽ thế giới của cô ấy vẫn sẽ tươi đẹp biết bao, quẩn quanh với những bông hoa hồng hé nở vào buổi sáng, hay là những chuyển biến kỳ diệu của một cái cây đang mùa thay lá. Nếu như thế, giờ này hẳn Jim đang nằm dài trên mặt bàn, đôi mắt cười nhéo lại, lắng nghe tôi luyên thuyên đủ thứ về chuyện trên trời dưới đất, từ châu Âu vòng sang châu Á, từ đáy đại dương đến tận bầu trời. Bạn biết đấy, khi có một ai đó đột ngột ra đi, những tiếc nuối trong lòng không thể nguôi ngoai. Ta tìm cách nào đó đổ lỗi cho một ai đó, hy vọng rằng như vậy tâm ta sẽ thấy bình yên hơn. Sự giận dữ sẽ khiến ta vơi đi một phần mất mát nào đó. Vì thế tôi nghĩ đến Henry, không hẳn là trách móc hay là kết tội cậu ấy, mà chỉ là cố quên đi rằng chính tôi đã từng nhiệt tình ủng hộ Jim thực hiện những cái chuyến đi định mệnh của cuộc đời mình. Henry gầy, sở hữu làn da rám nắng và đôi chân quyến rũ. Tấm ảnh cậu ấy mặc đồ bơi đứng trên ván trượt tại bãi biển thơ mộng khiến lũ con gái chúng tôi đều phải thét lên. Cặp đùi săn chắc như là thách thức hoàn toàn cái thân hình gầy gò bên trên. Henry vẫn hay đùa rằng ngoài cặp đùi ấy ra, cậu ấy chẳng có điều gì để mất. Đôi chân đã cùng cậu ấy đi gần 30 quốc gia trên thế giới, từ châu Mỹ, châu Phi cho đến Đông Nam Á vừa bí ẩn vừa hoang sơ này. Cậu ấy dành nhiều đêm gần như không ngủ để đi bộ từ thị trấn hẻo lánh này đến thị trấn khác cho một công trình công tác tình nguyện. Cậu ấy đã từng làm thêm trong một quán bar tại vùng Texas, hay là một nhân viên pha chế trong tiệm Starbucks tại New York. Thậm chí Henry còn từng làm việc trong hầm than hơn 10 ngày với nhiệt độ âm 5 độ C, bị vắt kiệt sức lao động mà chỉ nhận vỏn vẹn lại $70. Câu chửi thề vô tình rơi ra khỏi miệng. Gã chủ đánh cậu một trận tơi tả rồi quăng cậu ra đường. Con đường mòn duy nhất nối liền với thị trấn. Henry nói rằng mọi chuyến đi dù khó khăn đến mấy cũng không thể so sánh được với việc cậu ấy đã cô đơn thế nào khi đến thành phố Yakutsk thuộc miền đông bắc nước Nga, một trong những nơi lạnh nhất trên thế giới.
cậu chỉ ở đó chưa đến 2 ngày. Lạnh, cái lạnh khiến cậu ấy gục ngã, cả thể xác lẫn tâm hồn. Cậu không thể kiếm được một công việc nào, mặc dù tiền cho chuyến đi đã cạn kiệt. Cái túi rỗng tuếch, cái bụng nép kẹp đến nỗi có thể nhìn thấy được cái đỗ xương sống in hằn trên da bụng phẳng lì. Không một ai giúp cậu vì họ còn bận xoay tròn trong chính cuộc sống khốn khó của mình. 5 người cũng khó, để làm người ở cái vùng khí hậu khắc nghiệt như thế này còn khó khăn hơn vạn lần. Sự giận dữ của tự nhiên đã tước đoạt đi mọi thứ mà trong đó quan trọng nhất là thực phẩm, một nhu cầu sống thiết yếu. Henry còn tưởng rằng mình sẽ chết ở đây. Chuyến đi của cậu ấy sẽ kết thúc bên đống tuyết dày hơn 20cm này. Cuốn sách về những cuộc hành trình do chính tay cậu ấy viết sẽ mãi mãi không được xuất bản. May mắn thay, đoàn viện trợ nhân đạo của chính phủ Nga mang đồ ăn cứu trợ đến kịp lúc. Cậu ấy được cứu sống. Chết tiệt thật, nếu như lúc đó Henry chết tại Yakutsk, cậu sẽ không thể đến được châu Á. Cậu sẽ không thể tiếp tục khám phá Đông Nam Á, cũng sẽ không dừng chân tại Việt Nam, sẽ không vô tình gặp Jim. Chính Jim đã đưa cho Henry tờ $100 duy nhất mà Jim có ngay khi cậu ấy vừa gặp lần đầu tiên, mở lời giúp đỡ. Tôi cố ngăn cô ấy lại, nhưng Jim mỉm cười. Lừa đảo hay không chỉ có trời mới biết. Henry biết, tớ không biết, cậu cũng không biết. Vì vậy, tớ lựa chọn đánh cược sự không biết ấy với $100. Henry có thể biến mất với đồng tiền ấy và chửi thầm trong bụng những câu chửi thề dành cho tớ, một đứa ngu. Nhưng tớ sẽ sống với niềm tin rằng tớ vừa cứu giúp một chàng trai đang gặp khó khăn ở một vùng đất xa lạ, nói thứ ngôn ngữ xa lạ. Thậm chí nếu sau này chuyến đi ấy được viết thành một cuốn sách, chí ít tớ đã góp phần trong $100 ấy quá trình làm ra cuốn sách này. Jim của tôi đã nói chính xác như thế. Tất nhiên tôi không thể nói điều gì hơn, chỉ cảm thấy hoàn toàn xấu hổ. Sự lựa chọn của Jim đã đúng. Bằng những kinh nghiệm tích lũy qua những chuyến đi, bằng sự nhanh nhẹn và trí thông minh vốn có, Henry đã nhanh chóng tìm được một công việc làm thêm tại một quán bia ở trên phố Khâm Thiên. Cậu ấy đã trở lại tìm Jim để trả lại tiền. Và thế là, bằng cách nào đó, những cái câu chuyện của Henry như một ngọn gió thổi bùng lên những khao khát luôn âm ỉ, ngoan ngoãn ngủ yên trong tâm hồn Jim. Sự phóng khoáng và cuộc sống tự do của Henry khiến Jim cảm thấy bức bối và ngạt thở với bức tường đầy hoa quanh mình. Jim ngây thơ của tôi, Jim hiền lành với những bức ảnh chụp nụ hoa, nhành cây, hàng ngày đều up đầy đặn trên Insta. Giờ đây hoàn toàn khác, chân lý trong Jim đã thay đổi, tâm hồn mang một vẻ tươi mới lạ thường. Lần đầu tiên, Jim như chú chim muốn được bay nhảy. Cô bạn quyết định tạm biệt chiếc lồng và lao vút ra thế giới. Quyên này, mình đã chuẩn bị xong mọi thứ cần thiết. Lần đầu tiên trong đời mình sẽ đi chuyến xuyên Việt. Mình sẽ đi leo núi Phan Xipang và sẽ nhảy búc cơ ở Nha Trang, sẽ làm dài trên bãi biển Vũng Tàu, sẽ ngắm bình minh trên biển đảo. Jim hét vào tay tôi. Lớp học thì sao? Kỳ thi giữa kỳ thì sao? Bố mẹ thì sao? Con mèo chia thì sao? Tôi tấn công Jim dồn dập bằng hàng loạt câu hỏi. Ổn hết rồi, ba mẹ mình đã đồng ý, coi như món quà sinh nhật tuổi 20. Cậu biết ba mình mà, người đàn ông nước Ý mang một trái tim rộng mở, ông luôn ủng hộ mình. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng Jim cũng mang trong mình nét rộng mở của nước Ý. Chỉ là tận đến bây giờ, cậu ấy mới khám phá ra và thôi thúc tìm đến Jim. Thật điên rồ, phải thật nổi loạn một lần. Tuyệt quá, tôi và Jim cũng hét lên, ôm chầm lấy nhau, cực phấn khích. Tôi đã không hề biết rằng, giờ đây tôi mới nhận ra rằng tôi đã hối hận cho cái khoảnh khắc đó nhiều đến như thế nào. Trăm đóa hoa hồng trắng đặt trên mặt bàn lạnh toát, Jim vẫn ngồi đó, cũng chẳng đủ cho một câu xin lỗi. Tuổi 20 với sự nổi loạn và lấy đi của chúng tôi rất nhiều thứ. Tôi nguyền rủa điều ấy, tôi nguyền rủa Henry, tôi nguyền rủa chính mình. Có lúc tôi nguyền rủa cả Jim nữa, nguyền rủa ngọn lửa nhiệt huyết chết tiệt trong trái tim cậu ấy. Một tháng kể từ ngày Jim mãi mãi ra đi, tôi uể oải rời khỏi căn phòng học, sức nực mùi hoa hồng tỏa ra từ bàn của Jim. Từ ngày hay tin Jim gặp tai nạn, trên mặt bàn cậu ấy luôn chất đầy những cành hoa trắng. Ban đầu đó là sự tiếc thương, kiểu tưởng nhớ một ai đó mà bạn đã từng hiện hữu trong cuộc sống của họ. Sau đó là lỗi tính toán rất đời của những kẻ vô lương tâm. Lũ sinh viên lan truyền tay nhau sự linh thiêng của cái chết trẻ. Họ dùng những cánh hoa như một cuộc mua bán trao đổi trong tâm linh. Họ mong Jim giúp đỡ họ được bình an, giúp họ qua được bài thi vấn đáp quan trọng cuối kỳ,
hoặc lớp giành được chiến thắng trong giải bóng đá quan trọng. Thực nực cười làm sao, đám bạn kia cứ lấy những mẩu tin tức còn sót lại về Jim. Họ tỏ ra thương xót cậu với danh nghĩa bạn bè, khóc than cho cậu mỗi khi có bài báo nào đề cập đến, mặc dù trước kia họ chưa từng một lần quan tâm đến cậu. Có lẽ một vài người trong số đó còn chẳng nhớ nổi tóc của Jim ngắn hay dài, nhuộm màu nâu hạt sẻ hay là màu nâu đỏ nữa. Quyên, tôi quay lại, là Henry. Cậu đang đứng ở hành lang với một bộ quần áo thể thao màu xám nhạt mà Jim tặng cậu ấy, khoác chiếc ba lô đỏ chứa đựng mọi vật dụng cần thiết cho cuộc chiến sống còn. Tôi vô cùng ngạc nhiên, nhưng khuôn mặt đờ đẫn không thể biểu lộ ra được một chút cảm xúc nào cả. Giọng nói như thể đang chế giễu, như thể đang thách thức sự kiêu ngạo. Sao cậu lại đến đây? Lạy Chúa, mình không thể liên lạc được với Jim, và rồi tình cờ đọc được bài báo về vụ đám tàu. Mình nghĩ mình cần phải quay lại đây. Để làm cái gì chứ? Chỉ ít mình cần tạm biệt Jim, tạm biệt cậu. Không cần đâu, cậu là một kẻ khốn nạn, quỷ tha mà bắt. Cái về sau tôi lầm bầm bằng tiếng Việt, coi như đó là một phép lịch sự cuối cùng. Chắc chắn rằng Henry chẳng thể hiểu nổi cái vốn tiếng Việt vô cùng hạn chế của mình. Đúng, mình thực sự là một tên khốn. Henry nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt xanh lam mạnh mẽ, chân thành. Làm sao cậu hiểu? Tôi thoáng giật mình. Là Jim dạy mình. Jim không bao giờ chửi thề, cậu ấy ghét chúng. Nhưng mà cậu thích chúng. Jim kể về cậu, về việc cậu hay chửi thề, và Jim không hề ghét điều đó. Làm sao mà cậu ấy có thể chơi thân được với cậu khi mà cậu ấy ghét chúng chứ? Cậu nói như thế, cậu hiểu rõ về Jim vậy. Khốn kiếp, chính cậu là người đã khơi gợi chuyến đi ấy. Chính cậu đã gieo rắc cho con bé cái suy nghĩ khám phá cái thế giới này. Tất cả là tại cậu, chính là cậu. Tôi gần như mất bình tĩnh. Nếu điều đó khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng mình cần phải nói với cậu điều này, Quyên ạ. Cậu còn nhớ cái ngày mà mình mang 100 đô la đến trả Jim chứ? Sáng hôm ấy, Jim đã cho mình xem một thứ, là bộ sưu tập những cái địa điểm trải dài khắp mọi miền của đất nước này. Cậu ấy chỉ cho mình từng bức tranh, từng món ăn, từng bông hoa với một vẻ mặt mãn nguyện và hạnh phúc. Cậu ấy rúi lại từ 100 đô la vào trong túi áo mình. Jim nói, đây là số tiền mình mua một giấc mơ của cậu. Khi nghe cậu ấy nói đến những chuyến đi, mình gần như là phát điên lên. Đó cũng chính là ước mơ của mình. Jim đã nói chính xác như thế đấy. Henry quay sang tôi, móc trong túi áo ra đồng 100 đô la. Và giờ nó nên thuộc về cậu. Vì sao? Tôi đón lấy tờ 100 đô la từ tay Henry, nghẹn ứ ở cổ. Jim không hề ghét chửi thề, chỉ vì cậu ấy chưa bao giờ dùng từ nó mà thôi. Chỉ là cậu ấy chưa bao giờ dùng nó mà thôi. Jim không nói về những chuyến đi mạo hiểm, không có nghĩa là cô bạn chưa từng nghĩ đến chúng. Thì ra, ngay từ giây phút cô bạn đưa tờ 100 đô la cho Henry, cô bạn đã khao khát được đi, được sống, được tự do như vậy rồi. Đó là sự lựa chọn của Jim, từ chính bản năng của cậu ấy. Henry chỉ là một cái cớ cho bản năng bộc phát một cách mạnh mẽ. Tôi không thể trách được cậu ấy. Đột nhiên, lý do duy nhất để trách cứ, để khỏa lấp cái nỗi trống trải, giải thích cho sự ra đi của Jim tiêu tan mất. Tôi có thể cảm nhận được sự hụt hẫng và trống rỗng bao trùm xung quanh mình. 100 đô la này đã cứu mình sống sót, giúp mình có thêm niềm tin. Giúp mình có thêm niềm tin để bước tiếp trên con đường mà mình đã chọn. Nó cũng chính là giấc mơ mà Jim đã mua lại. Vì thế, mình dùng nó để mua nỗi buồn của cậu. Hãy mạnh mẽ lên nhé. Jim vẫn luôn ở đây, hạnh phúc trên khắp mọi nẻo đường. Cậu đi. Cảm ơn cậu, Henry. Henry tiến thẳng đến chiếc bàn đầy hoa. Cậu moi trong túi một chiếc vỏ sò màu nâu nhạt, đặt nó lên trên bàn. Mình mới trở về từ vòng đảo của sông Tử Tây. Mình mới trở về từ đảo sông Tử Tây. Đích đến cuối cùng trong chuyến đi của Jim, mình đã hoàn thành nó. Cậu định đi đâu tiếp? Tôi ngước nhìn Henry. Mình sẽ trở về Mỹ. Đây cũng là hành trình cuối cùng của mình rồi. Mình nên trở về và hoàn thành cuốn sách mà mình ước mơ. Hẳn là Jim cũng sẽ mong chờ nó lắm. Đừng quên kể thêm về chuyến đi của Jim, mình hứa. Henry cười. Tôi tiễn Henry ra sân bay. Hà Nội, nắng dịu. Henry đã đúng. Tôi có thể cảm nhận được Jim trên mỗi con đường mà tôi đi qua. Tôi sẽ ghi lại điều này trong cuốn sổ tay của cậu. Tôi sẽ bắt đầu kết thúc những cái câu chửi thề và sẽ nói với Jim rằng tôi vẫn thấy cậu ấy ở mọi nơi.
tận sâu trong bên trong trái tim những người bạn ở lứa tuổi của chúng tôi. Những người trẻ tuổi luôn mang theo những khao khát mãnh liệt, khát vọng tự do, khát khao chinh phục thế giới.